xuân mê ẩm báo nơi ổ chiên chiệt kép chiệt thàn xúa nơi nẹ sở lãnh thòm chiệt. Xuân mê ẩm báo bàn lẹc luôn dàng trâu khăn nông bày các bài chương phần nông nơi ổ chiên chiệt kép bàn tài bề mất nục cực nìa bàn chỗ đốt đó hạ mắt ọc tục còn vòl bộ ả rõm bàn rô sát ổn tết tự tạm cho bò rì sọt bọc bọc và bày bậc xá ôm đòi bà ca chùm rộp bóa nâng mê ẩm báo chữ tràn bộ phết cùng bông hào khoanh khoát nơi lợp tay xuân nông niêm chiên nẹ sở lành thòm chiết nâng sạch sạp em chí lá bàn châm nay bê chương bùi chân em rô nơi khăn nông bày nơi ổ chiên chiết kép đâm bày cực rộng xuân mê ẩm báo bằng tỏ bì ẩm bốc rộp bọc luôn đà miên vây chủ rìa thuộc mơ thai nâng bằng ca xuân mê ẩm báo đọc sở sàn mùi nịch láng tăng bì chân em bì bọn đọc bì em chí lá nơi dây thá cổ xa niêng bàn chanh bì xa rọt em rách mô rộp nâu nâng bờ ca nâu Campuchia rìa bì pram chân em hơi hai niêm phút đó có chi mẹ cụ tê xâm rạp bọc lập nâng hiêu đại bàn anh chơi chôn bọc cầm sàn rư tô xa nà nâng xuân mê ẩm báo nịch đọc tỏa đại. Ở vậy đề niêng chẳng nịch dì tờ càn mô nụ cụp kìa mà đọc hơi mà đọc tiết cứ tha thoa mà chiết chìa cần lại đọc lọ xâm rạp sạch xa bì chì vật. Đó niêng mưa khởi tha chì vật mô nụ nâng sát mình ai cạn bà nạch kìa bì thoa mà chiết bàn lời. Xuân đề trâu bàn kê dốc chặt tục đạc mơ thai kỳ bù nụ cư miền tùm hôm bà hai chì hà sập mạch kà rế. Xâm rạp nực nông xuân nít nhiều ai chô một tô xa nà bàn mà đọc nét. Môn nâng phiêu đọc nẹ xanh tiệt cho tô xa nà bàn tó đâm bay cầm ai cũng khan khăn đọc ca rụt nấu nâng ca lụt loa rồi bọc mê ẩm bào nâng bay xùm rùa đọc phiêu tế xa chó nên thay ngay anh à cốt anh chỉ là thà xuân nít nâng bằng ca đói miên à hà ra thán nâng tiêm cà phê các bài trường phân nông bằng thàm tiệt xâm rạp ca cho cầm sàn mà đó phiêu tế xa chó chiết trọc bằng prạ chùm luôn bì bòn riêl hai phiêu ăn trạ chiết trọc bằng chùm luôn bì đô la rư xma nâng bằng đầm nà cả nghi ở khăn xuống, ao miên phía bọc đáy nâng rít trong đàn tầm một tiền.